À, Áp hỏi bài miễn phí, trả lời thức thì vào thư viện ăn Tải ngay xin chào các bạn, cô là Hiên và cô rất vui được gặp lại các bạn trong những video bài giảng liên quan đến môn địa lý lớp 8. À, không biết trong kỳ nghỉ hè vừa qua thì các bạn có được uh, đi chơi cùng với gia đình hay là đi chơi cùng với bạn bè ở nhiều nơi khác nhau hay không nhỉ? Nếu như có thì hãy comment ở bên dưới video này cho cô biết với nhé à, Và trong kỳ nghỉ hè thì có lẽ là mỗi một bạn đều sẽ mong muốn Được đi du lịch ở những nơi khác nhau đúng không? Còn cô Hiên thì trong dịp nghỉ hè vừa qua Cũng có đi một số địa điểm khác Thế nhưng cô đang có một cái dự định Đó là sẽ có một chuyến du lịch không phải vào mùa hè nữa Mà vào thời gian tháng 1 cơ À, cô Hiên dự định là trong tháng 1 này sẽ đi du lịch ở Hà Giang và ở thành phố Hồ Chí Minh à, Vậy thì các bạn học sinh lớp 8 hãy giúp cô Hiên trả lời những câu hỏi đó là các bạn hãy thử dự đoán xem khí hậu của hai địa điểm đó vào thời điểm tháng 1 mà cô Hiên dự định đi sẽ như thế nào và các chuyên gia hãy cho cô Hiên xin lời khuyên xem cô nên mang theo những trang phục hoặc những vật dụng cá nhân gì để phù hợp với cái đặc điểm khí hậu ở nơi đó để có thể đưa ra tư vấn đưa ra những lời khuyên cho cô hiên thì chắc hẳn chúng ta sẽ cần phải hiểu rất rõ về đặc điểm khí hậu của nước ta như thế nào và sự phân hóa khí hậu giữa khác các khu vực khác nhau ở đất nước mình ra sao đúng không rồi à Vậy thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay bài số 6 đặc điểm khí hậu Việt Nam nằm trong chương số 2 để chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về à, cái sự phân hóa khí hậu này rồi đặc điểm chung của khí hậu nước ta từ đó thì các bạn vừa có thể đưa ra lời khuyên dành cho cô Hiên và biết đâu sau này khi mà các bạn đi du lịch hoặc các bạn đi làm việc ở những nơi khác nhau thì các bạn cũng sẽ có một cái uh, hiểu biết nhất định để có sự chuẩn bị cho nó phù hợp rồi như đã nêu ở ngay phần đặt vấn đề thì mục tiêu bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm hai mục tiêu chính một đó là trình bày đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở Việt Nam thứ hai chúng ta sẽ cần chứng minh được sự phân hóa đa dạng của khí hậu việt nam ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên để chúng ta tìm hiểu về khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa vậy tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu sẽ được thể hiện thông qua những yếu tố nào à nó sẽ được thể hiện thông qua ba yếu tố chính thứ nhất đó là tính chất nhiệt đới thứ hai đó là tính chất ẩm ẩm hay còn gọi là lượng mưa ấy và thứ ba là tính chất gió mùa chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích đi chứng minh từng đặc điểm một nhé xin mời các bạn sẽ dựa vào thông tin trong sách giáo khoa cùng với hiểu biết của bản thân mình hãy đưa ra những cái đặc điểm để chứng minh là khí hậu việt nam mang tính chất nhiệt đới mang tính chất ẩm hãy dừng video lại nhé sau đó các bạn hãy đọc và tự nốt những thông tin thể hiện sự học tập một cách chủ động nào rồi chúng ta sẽ cùng so sánh này đầu tiên tính chất nhiệt đới sẽ được thể hiện thông qua bức xạ mặt trời. Tổng bức xạ mặt trời ở nước ta lớn và cân bằng bức xạ luôn dương. Hơn nữa, nhiệt độ trung bình năm của nước ta thì trên 20 độ C và tăng dần từ bắc và nam. Có nghĩa là nhiệt độ trung bình ở phía nam sẽ cao hơn ở khu vực phía bắc. Tại sao lại như vậy thì lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau giải thích cái ý thứ ba để chứng minh cho tính chất nhiệt đới đó là số giờ nắng ở nước ta nhiều từ 1.400 cho đến 3.000 giờ tiếp tục tính chất ẩm sẽ được thể hiện thông qua những yếu tố nào nó được thể hiện thông qua lượng mưa và độ ẩm lượng mưa trung bình ở nước ta lớn từ 1.500 cho đến 2.000 mm trên năm chính vì vậy mà cây cối nước ta xanh tốt à, những cái khu vực đón gió hay là những khu vực núi cao ấy thì lượng mưa nó còn cao hơn nữa rơi vào khoảng từ 3.000 cho đến 4.000 mm trên một năm cân bằng độ ẩm thì luôn dương à, độ ẩm của nước ta thì cao trên 80% phần trăm đây là những cái uh, yếu tố để có thể chứng minh được tính chất nhiệt đới và tính chất ẩm của nước ta vậy tính chất thứ ba tính chất gió mùa sẽ được thể hiện như thế nào. Rồi, bây giờ xin mời các bạn dựa vào các thông tin trong sách giáo khoa của mình, tiếp tục kết hợp với hiểu biết của bản thân cho cô Hiến biết nhé. Theo các bạn, nước ta sẽ có những loại gió mùa chính, đó là những loại gió mùa nào? Kết hợp với quan sát trên bản đồ khí hậu Việt Nam của nước ta này, Chắc hẳn các bạn cũng nhìn rõ rất là rõ phần chú giải đúng không? Nước ta sẽ có hai loại gió mùa chính, đó là gió mùa mùa hạ và gió mùa mùa đông. Gió mùa mùa hạ sẽ được ký hiệu là mũi tên màu đỏ các bạn nhé. Còn gió mùa mùa đông sẽ được ký hiệu là mũi tên màu xanh. Lưu ý này, gió mùa mùa hạ ký hiệu của nó khác so với gió tây khô nóng gió tây khô nóng thì mũi tên màu đỏ nó nhỏ hơn và cái đuôi này của nó nhọn để chưa nhỉ mình phân tích uh, quan sát thật kỹ để lát nữa mình phân tích cái đặc điểm khí hậu gió mùa ở nước ta rồi bây giờ để tìm hiểu về hai loại gió mùa chính ở việt nam thì chúng ta nên tìm hiểu thông qua um, cái bảng thông tin như thế này các bạn sẽ kể cho cô cái bảng thông tin này vào trong vở ghi của mình để sau khi tìm hiểu xong mình nhìn khái quát lại cái bảng mình có sự so sánh về hai loại gió mùa ở Việt Nam mình sẽ tìm hiểu về nguồn gốc này thời gian này phạm vi hoạt động này hướng này ảnh hưởng của nó như thế nào đến khí hậu thời tiết ở nước ta để chưa nhỉ Ok bây giờ mình sẽ đi vào tìm hiểu loại gió mùa đầu tiên nhé gió mùa mùa đông gió mùa mùa đông được ký hiệu là mũi tên màu xanh. nào, nguồn gốc của nó, gió mùa mùa đông này thì xuất phát từ áp cao ở lục địa ở Trung Hoa, thổi vào Việt Nam của chúng ta theo hướng đông bắc. nhìn cái hướng mũi tên này, đấy chưa? Thời gian hoạt động của gió mùa mùa đông sẽ tương ứng với thời gian mùa đông, đó là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thế nhưng, có phải gió mùa mùa đông sẽ hoạt động trên phạm vi cả nước hay không? À, đương nhiên là không rồi. Gió mùa mùa đông này thì chỉ hoạt động ở khu vực miền Bắc và dường như nó sẽ không thổi được vào trong khu vực phía Nam. Nên, danh giới tự nhiên của gió mùa mùa đông hoạt động ấy của cái phạm vi hoạt động này đó là từ dãy vạch mã trở ra khu vực phía bắc À, vậy nên vào cái thời điểm này Ở khu vực phía Nam của nước ta ấy Không có mùa đông Đúng không? Thế cái đặc điểm khí hậu ở đây như thế nào? À Thì khi gió mùa mùa đông hoạt động Ở khu vực phía Bắc Nó không hoạt động được ở khu vực phía Nam Thì sẽ có một loại gió mùa khác À một loại gió khác hoạt động Đó là gió tín phong Bán cầu Bắc Các bạn nhé à, Ảnh hưởng của gió mùa mùa đông Đến Khí hậu và thời tiết nước ta như thế nào? Nó làm cho miền Bắc của nước ta có mùa đông lạnh. À, có đến 2, 3 tháng thì nhiệt độ dưới 18 độ C. Thế nhưng lại có sự phân hóa giữa một cái mùa đông ở miền Bắc. Và đầu mùa đông, những bạn học sinh nào ở miền Bắc chắc cảm nhận rất là rõ cái da tay hay là da mặt hay là môi của mình nó bị khô đúng không? Bị rác Ví, vì, vì sao nhỉ? À, vì đầu mùa đông đặc trưng thời tiết là lạnh khô. Do đầu mùa đông thì cái gió này nó xuất phát từ lục địa Trung Quốc, nó thổi vào trong khu vực Việt Nam của chúng ta. Mà gió xuất phát từ lục địa không được cung cấp hơi ẩm từ biển nên chắc chắn nó sẽ khô rồi. Cuối mùa đông thì cái gió này sẽ được kéo dịch ra biển này. Đấy chứ, gió từ biển thổi vào mang theo hơi ẩm nên cuối mùa đông thời tiết ở miền Bắc là lạnh ẩm mà thậm chí ấy, có những cái thời điểm độ ẩm rất là cao làm cho nền nhà thì bị ẩm ướt người ta gọi cái hiện tượng đấy là hiện tượng nồm ấy phơi quần áo thì phơi mãi không khô cảm giác rất là hôi rất là khó chịu đó vậy cuối mùa đông thời tiết ở đây lạnh ẩm một số vùng uh, núi À, những cái vùng núi cao thì sẽ xảy ra tình trạng là sương muối, sương giá hay là băng tuyết. Rồi như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong những cái đặc điểm liên quan đến gió mùa mùa đông. Thế còn gió mùa mùa hạ thì sẽ có đặc điểm ra sao? Xin mời các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo. À, gió mùa mùa hạ của nước ta thì sẽ thổi theo hướng tây nam. Thế nhưng, vào thời điểm đầu mùa hạ và cuối mùa hạ, thì cái nguồn gốc cũng như ảnh hưởng của gió mùa hạ đến đặc điểm khí hậu nước ta, nó có sự khác nhau một chút. Nên cô Hiên sẽ phân chia ra thành hai cái bảng khác nhau về gió mùa mùa hạ. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đặc điểm của gió mùa ở đầu mùa hạ. Vào đầu mùa hạ ấy, thì gió xuất phát từ áp cao bắc ấn độ dương, tức là một vùng biển ấn độ dương rộng lớn nằm ở phía nam của nước ta nhé. thì cái gió này nó xuất phát từ phía bắc của cái vùng biển rộng lớn đấy. thấy chưa nhỉ? À, gió xuất phát từ biển thì đương nhiên được cung cấp thêm hơi ẩm, nó thổi vào trong khu vực đất liền và những nơi đón gió đó là nam bộ và tây nguyên. đây là khu vực tây nguyên này các bạn này đây là khu vực nam bộ này thì sẽ được gây mưa đúng không lượng mưa ở đây uh, sẽ có vào thời gian đầu mùa hạ luôn nhưng khi gió này tiếp tục thổi lên và nó gặp một bức chắn địa hình khổng lồ ở đây đó chính là dãy núi trường sơn trường sơn bắc chạy theo hướng tây bắc đông nam này nó giống như một bức chắn địa hình ngăn cản cái gió ở Tây Nam này thổi vào cái giải đồng bằng miền Trung ở nước ta. Và gió khi gặp bức chắn địa hình, nó sẽ gây mưa cho khu vực đón gió. Lúc này khu vực đón gió chính là Lào. Còn khu vực khuất gió là khu vực đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Tiếp tục nha. Cái gió này ấy, nó mưa hết ở bên Lào, rồi nó lại tiếp tục vượt bức chắn địa hình khổng lồ là dãy Trường Sơn để sang đến khu vực đồng bằng duyên hải miền Trung. Thế nhưng lúc này nó đã mưa hết bên kia rồi, sang đến miền Trung nó sẽ trở nên khô và nóng. Người ta gọi đây là hiện tượng phơn hay còn một tên gọi khác đó là gió Lào. Đấy chưa? Vào cái thời điểm tháng 6 tháng 7 ấy, khi mà chúng ta đi du lịch ở trong khu vực miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh các bạn sẽ được trải nghiệm cái cảm giác nắng, nóng, xong lại còn đón gió nào Là một cái loại gió mà um, đi đường gió nó tạt vào rất là rát, rất là rát mặt luôn Cảm giác là ngồi trong nhà vừa rật quạt nhưng cũng vừa cảm thấy nó nóng, rất là khó chịu Đó, thì đây gọi là cái hiện tượng phơn các bạn nhé Một hiện tượng rất đặc trưng ở khu vực miền Trung, Bắc Trung Bộ Uh, đầu mùa hạ thì nó hơi uh, tai ác một chút đúng không thế nhưng cuối mùa hạ thì sao uh, cuối mùa hạ thì gió này sẽ xuất phát từ áp cao cận trí tuyến nam bán cầu vẫn thổi theo hướng tây nam và nước ta tuy nhiên riêng khu vực phía uh, bắc bộ ở Việt Nam này này đồng bằng bắc bộ ở Việt Nam thì khi gió tây nam này thổi lên nó lại đổi hướng một chút đổi thành hướng đông nam. Những uh, ngôi nhà ở đây khi mà ngày xưa bố mẹ hay là ông bà mình xây nhà ấy, nếu để ý các bạn sẽ thấy người ta sẽ thường chọn nhà thổ hướng là hướng đông nam để đón được cái gió từ biển thổi vào. Cái gió này thì rất là mát. Rồi, ảnh hưởng của gió mùa vào cuối mùa hạ thì nó sẽ gây mưa cho đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên. Đương nhiên rồi, đây là nơi đón gió nó kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới thì sẽ gây mưa vào mùa hạ trên phạm vi cả nước riêng khu vực trung bộ thì sẽ gây mưa lớn vào thời điểm uh, tháng 9 tháng 10 hay người ta còn gọi đây là mưa thu đông ấy như vậy câu và các bạn đã vừa cùng nhau uh, phân tích và tìm hiểu rất là kỹ về các cái loại gió mùa ở việt nam đúng không nào các bạn hãy dừng video lại một chút nhé để chúng mình kịp ghi chú thông tin vào trong vở ghi của mình. Sau đó hãy thử hồi tưởng lại thông tin một chút để xem là mình đang nhớ được những cái gì trong đầu rồi. Rồi, các bạn ghi xong chưa? Xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang phần số 2 nhé. Phần số 2 chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sự phân hóa đa dạng của khí hậu việt nam khí hậu của việt nam thì phân hóa rất đa dạng à, nó có sự phân hóa từ bắc và nam nó lại có sự phân hóa từ đông sang tây rồi ở những khu vực với các độ cao địa hình khác nhau ví dụ như ở khu vực đồng bằng khác so với ở khu vực trung du, các khu vực đồi núi hay các khu vực cao nguyên, tức là cái sự phân hóa theo độ cao. Rồi, thế thì cái sự phân hóa này nó được biểu hiện ra sao và giải thích xem tại sao lại có sự phân hóa đó thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Các bạn tiếp tục dựa vào thông tin trong sách giáo khoa cũng như hiểu biết của bản thân mình. Đầu tiên Hãy đưa ra những ví dụ Hoặc đưa ra những cái chứng minh Để chứng minh rằng Khí hậu Việt Nam Phân hóa theo chiều Bắc Nam Rồi Các bạn có thể quan sát vào trong cái Bản đồ về khí hậu Việt Nam Thì các bạn sẽ nhận thấy được Cái sự phân hóa này à, Chúng ta thấy Ở khu vực phía Bắc thì sẽ có gió mùa mùa đông hoạt động nên đương nhiên ở đây có một mùa đông lạnh và vào thời gian mùa đông thì lượng mưa ít còn vào mùa hạ thì khí hậu nóng ẩm mưa nhiều trái ngược lại với khu vực phía bắc nhé khu vực phía nam thì sao gió không bị ảnh hưởng bởi gió mùa mùa đông nên khí hậu ở đây chỉ phân ra thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô đó, nên là các bạn sẽ thấy được cái sự khác nhau rất rõ rệt ở khí hậu phía Bắc và khí hậu phía Nam. Đặc biệt là vào thời điểm nó đang là tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. Thế ví dụ mà tháng 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 11 hay tháng 12 mà các bạn đi vào trong miền Nam du lịch ấy, theo các bạn thì mình có cần phải mang những cái áo phao hay là những cái áo lông rất là dày không? chắc hẳn học đến đây thì các bạn cũng tự nhận biết được rồi đúng không là mùa đông ở miền nam thì làm gì có đâu nên là nếu như mình mang áo phao với áo lông vào trong đấy có khả năng cao là sẽ không sử dụng được rồi tiếp tục nhé thế còn ở khu vực miền trung thì sao khu vực miền trung thì mùa mưa rơi vào mùa thu đông đó thấy sự phân hóa rõ rệt chưa từ bắc và nam khác nhau nhé tiếp tục khí hậu ở việt nam thì lại còn có sự phân hóa giữa đông và tây à, đi từ biển đi vào trong khu vực đất liền và đi sang khu vực phía tây thì sẽ cảm nhận được rất rõ cái sự phân hóa này à, có một câu hát rất là nổi tiếng không biết các bạn đã từng nghe qua chưa đó là trường sơn đông bên nắng tây mưa ai chưa biết đó như ai chưa đến đó như chưa rõ mình Tại sao lại bên một bên là nắng, một bên là mưa? À, thì giống như cái hiện tượng phơn, gió phơn mà cô vừa giải thích với các bạn ấy, đúng không? Cái hiện tượng mưa đó là do gió tây nam này nó thổi đến khu vực miền trung của nước ta bị dãy núi Trường Sơn này chặn lại, nên nó sẽ mưa ở bên lào sang đến khu vực phía uh, đồng bằng duyên hải miền trung. Đây thì nó sẽ có cái hiện tượng là phơn khô nóng vậy tức là có sự khác nhau rõ rệt về khí hậu giữa sườn đông và sườn tây của dãy núi trường sơn ngoài ra thì ở khu vực dãy núi hoàng liên sơn thì giữa phía đông và phía tây cũng có sự khác nhau về khí hậu các bạn nhé mà đương nhiên khí hậu khác nhau thì sẽ dẫn đến uh, đặc điểm cảnh quan khác nhau này sinh vật khác nhau này đất đai cũng khác nhau ok như vậy là chúng ta đã cùng nhau đưa ra những cái chứng minh cho hai cái sự phân hóa rồi bắc nam này đông tây này với sự phân hóa khí hậu theo độ cao địa hình thì các bạn hãy liên hệ với nội dung bài học buổi trước để chúng ta uh, tìm hiểu cho nó dễ dàng bằng cái sơ đồ của cô uh, sơ đồ về sự phân hóa cảnh quan theo độ cao địa hình này hôm trước thì mình đã cùng nhau phân tích rất là rõ sự phân hóa cảnh quan đúng không hôm nay mình sẽ cùng đi làm rõ hơn cái sự phân hóa về khí hậu theo độ cao địa hình nhé các bạn cũng nên uh, vẽ cái sơ đồ này vào trong vở mình vừa học bằng thông tin chữ mình vừa đọc bằng hình ảnh bằng sơ đồ chắc chắn sẽ dễ nhớ hơn rồi chúng ta cùng quan sát này à, từ chân núi lên đến độ cao là 600 đến 700 m đây là đai nhiệt đới gió mùa nhiệt đới ẩm gió mùa nên nhiệt độ khá là cao trên 25 độ c à, độ ẩm thì sẽ thay đổi tùy vào từng nơi tùy vào từng khu vực đón gió hay không lên đến à, đai cận nhiệt gió mùa trên núi với độ cao từ 600 700 cho đến 1600, 1700 m. Thì nhiệt độ ở đây dưới 25 độ C, nhưng độ ẩm thì tăng nhanh. Thế nên những cái sườn đón gió ở đây mưa rất là lớn. Mưa lớn sẽ kèm theo những cái loại thiên tai khác. Đây là lý do mà vì sao ở khu vực miền núi sẽ thường xuyên phải uh, trồng rừng để ngăn chặn những cái thiên tai gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thế còn ở độ cao từ 1.600, 1.700 cho đến 2.600m thì sao? Đương nhiên nhiệt độ sẽ giảm, giảm xuống chỉ còn khoảng 15 độ C. À, độ ẩm lúc này à, nó đã thấp hơn rồi. Độ ẩm cao nhất là ở cái khu vực này nhé, ở cái độ cao này. Nhưng lên cao hơn một chút là nhiệt độ giảm này, độ ẩm cũng giảm. Còn ở độ cao à, từ trên 2.600m trở lên, tức là đai ôn đới gió mùa, ở trên núi thì nhiệt độ nó chỉ dưới 5 cho đến 15 độ C thôi. Thậm chí là vào thời điểm mùa đông ở một số uh, các cái dãy núi ở miền Bắc ấy còn có cái hiện tượng băng tuyết hay là uh, những cái hiện tượng băng giá sương muối vân vân. Độ ẩm ở đây cũng rất là thấp. Uh, trên hình ảnh ở đây thì các bạn có thể quan sát đó là hình ảnh hai đỉnh núi được chụp vào thời điểm mùa đông ở nước ta đỉnh thứ nhất là đỉnh phan xipang đỉnh thứ hai là đỉnh mẫu sơn nằm ở tỉnh lạng sơn các bạn ạ à, có những năm thì tuyết rơi rất là nhiều và người dân cũng đổ xô lên đây để ngắm núi ngắm tuyết à, check in chụp ảnh cũng khá là chiêu đúng không nhưng mà sẽ rất là lạnh để các bạn thân mến, như vậy là thông qua phần số 2 vừa rồi cô và các bạn đã đưa ra một số dẫn chứng để chứng minh được sự phân hóa của khí hậu nước ta rất là đa dạng à, Dựa vào thông tin bài học mà chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu chúng ta sẽ cùng quay trở lại à, cái tình huống đầu giờ của cô Hiên nhé Hãy giúp cô Hiên trả lời những câu hỏi nào Nào Vậy nếu như thời điểm tháng 1 mà cô Hiên đi du lịch ở Hà Giang, một tỉnh nằm ở vùng núi phía Bắc, xong là cô sẽ lại đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Với hai địa điểm này thì lúc đó đặc điểm khí hậu như thế nào hả các bạn? Có khác nhau không? Chắc chắn là khác nhau rồi. Ở Hà Giang vào thời điểm này là thời điểm mùa đông nên sẽ lạnh. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố nằm ở phía Nam phía nam không có mùa đông, chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô, đúng không? Đó, khác nhau về khí hậu. Vậy nên, cô Hiên sẽ cần mang theo những vật dụng như thế nào cho phù hợp với khí hậu đấy? Hãy giúp cô trả lời những câu hỏi bằng cách comment vào bên dưới video nhé. Cảm ơn sự trợ giúp của các chuyên gia. Như vậy, chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về đặc điểm khí hậu ở Việt Nam. Um, để luyện tập cho bài học này thì uh, xin mời các bạn uh, cô có một nhiệm vụ nho nhỏ như sau nhiệm vụ thứ nhất đó là các bạn hãy vẽ sơ đồ tư duy để tóm tắt lại nội dung về đặc điểm khí hậu ở việt nam và có một nhiệm vụ nho nhỏ thứ hai nữa đó là các bạn hãy um, chứng minh À hãy giải thích đi hãy giải thích là tại sao khí hậu ở việt nam lại có sự phân hóa đa dạng như vậy phần luyện tập này thì các bạn nên dừng video lại một chút sau đó các bạn sẽ tự làm vào trong vở ghi của mình nhé sau khi làm xong phần luyện tập thì cô hiên sẽ cùng với các bạn làm phần vận dụng phần vận dụng cô hiên có nhiệm vụ hai nhiệm vụ các bạn được quyền lựa chọn một trong hai nhiệm vụ mà các bạn thích để chúng ta sẽ tìm hiểu. Nhiệm vụ 1. Um, có một du khách nước ngoài muốn ghé thăm Việt Nam vào dịp tháng 12. Các em hãy đóng vai là những hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho vị khách đó hai địa điểm tham quan thú vị kèm theo những lưu ý về khí hậu để vị khách đó có thể chuẩn bị uh, những cái vật dụng cho nó phù hợp đó lúc này được đóng vai làm hướng dẫn viên du lịch đúng không à, học địa lý học về khí hậu rất là giúp ích cho việc đi tham quan này giúp ích cho việc sau này mà mình làm hướng dẫn viên du lịch mình có thể biết được xác định được đặc điểm khí hậu ở mỗi khu vực và từng thời điểm nó có cái đặc trưng gì nào hãy giúp vị hãy giúp cái vị khách tham quan này nhá để vị khách có một trải nghiệm thật tuyệt vời ở việt nam còn nhiệm vụ số 2 Ở Việt Nam chúng ta thì rất nhiều các ca dao tục ngữ Rất nhiều những bài thơ với những nội dung phong phú đa dạng Nhiều thể loại khác nhau Bây giờ các em hãy siêu tầm một số câu ca dao tục ngữ Hay một số bài thơ, thậm chí là một số bài hát Mà có nội dung về khí hậu cũng như các hiện tượng thời tiết ở nước ta Với những bài hát mà các bạn tự hát sau đó uh, chia sẻ cho bạn bè mình nghe thì càng tuyệt vời hơn nữa uh, Hai nhiệm vụ này không hề khó khăn gì đúng không? Cô hy vọng là các bạn sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức đã học Để thử làm hai nhiệm vụ này nhé À, chọn một trong hai cũng được các bạn nhé Rồi, như vậy cô và các bạn đã vừa uh, cùng nhau tìm hiểu này Cũng như luyện tập vận dụng à, về nhà thì các bạn hãy cố gắng uh, ghi chú lại thông tin cũng như đọc lại vở ghi một lần nữa để chúng ta có những cái hiểu biết nhất định về đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam. Còn bây giờ video này cũng đã kết thúc tiết học ngày hôm nay của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách